trẻ con kêu gì, chưa bao giờ cảnh tượng chùa chiền sư sãi lại huyên náo ổn ăn thời bốn này, đặc biệt sư viết pháp thì ít mà dọa dẫm lại chúng, gieo rắc mê tín dị đoan, không đứng tinh thần Phật pháp thì nhiều, có thể nói là tràn ngập các nền tảng mạng xã hội từ TikTok, Facebook đến YouTube khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Này bé, thường nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện, ê à, có nhà bà B thất tình nên cạo đầu đi tu rồi, ông C bị vượng bỏ, chán cười đi tu rồi. Lớn một chút, nghe chuyện tình Lan và Điệp, chứng kiến pháp bà, hát chỉ sụt sùi hấp hương cô Lan vì bị người yêu phục tình mà tìm đến chùa, lánh ra nhân thế. Đã bật dây chuông để anh Điệp không còn gọi được nữa, thì tôi luôn hình dung, những người phải tìm đến chùa phúc thế đều là những người ít nhiều chất chứa nỗi nghiệp không mấy cũng gầy. Này, thấy người ta nhấn nhép gửi con vào chùa học cài khóa tu mùa hè, rồi clip giao tiếp với vong, bắt phong tràn lập trong các khóa tu khiến người lớn xem còn nổi gáy ốc, người bóng cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Một, chưa bao giờ, cảnh tượng chùa chiền, sư sãi lại huyên náo, ổn á như thời muốn này. Các clip sư viết pháp thì ít mà dọa dẫn lại chúng, gieo rắc mê tín dị đoan, không đúng tinh thần Phật pháp thì nhiều, có thể nói là tràn ngập các nền tảng mạng xã hội. Từ TikTok, Facebook đến YouTube khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Vài năm gần đây, phong trào gà nhà đưa con lên chùa tham dự các khóa tu mùa hè trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Chưa biết các em học sinh, sinh viên tham gia các buổi thuyết pháp này học được gì từ bài giảng của các thầy chùa, nhưng những clip được công khai trên mạng xã hội cho thấy, một trong những nội dung chính được một thầy chùa nổi tiếng giao giảng cùng với một phụ tá vẫn được nhắc đến với danh xưng cô chủ nhiệm là nội dung trục phong khỏi người một thiếu nữ, mang màu sắc mê tín dị đoan rõ rệt. Tiết này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đa số cho rằng được dung lừa đảo, truyền bá mê tín dị đoan, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, không chỉ có một clip này, rất nhiều bài giảng của sư phụ như những câu chuyện mang kinh dị thời hiện đại được kể cho những đứa trẻ nghe. Nào là máy xúc chạm vào đúng ba con quỷ, khiến ba người tử vong. Nào là mưa làm nghiệp với nhân dân tà tình, phải làm lễ xin rồng, không phun mưa. Dù rông gọi điện thoại cho sư phụ và kết thúc luôn là do oan gia trái chủ, phải làm lễ, cúng tiền mà số tiền bao nhiêu là do vong đòi chứng hay không đòi. Lại nhớ hồi bé, thỉnh thoảng được các chị lớn kể chuyện ma cho nghe mà sợ quá nên buổi tối đi đâu cũng phải có người đi cùng, tuyệt đối không dám ra nhà vệ sinh. Nỗi ám ảnh bởi những câu chuyện ma này chắc chắn sẽ theo các em suốt cuộc đời. Một chị bạn của tôi, năm ngoái gửi con là nữ sinh viên năm thứ nhất đến một ngôi chùa nổi tiếng để tham gia khóa tu mùa hè. Một tuần sau về nhà, cô bé sinh viên ấy bỗng đổi tính đổi nét, tối ngày lầm lì, ủ ất. Từ một cô bái hoạt bát năng nổ, bỗng thu mình, hiếm khi giao tiếp với bố mẹ và ra thầy khóc. Bạn tôi lo quá phải đưa con đi bác sĩ tâm lý điều trị thì mới hay. Cô bé bị ám ảnh rất nhiều về câu chuyện nhân quả, về kiếp trước tiếp sau, về oan gia trái chủ, về khẩu nghiệp, về nghiệp chướng, về duyên tiền kiếp, về sám hối và nghìn lẻ một khái niệm khác cùng mờ giáo lý hỗn độn rất không đúng với tinh thần đạo Phật đã được tiêm nhiễm vào đầu. Chưa hết, một người bạn của nữ sinh này cũng tham gia khóa tu ấy, sau khi về nhà thì nằm nặp bắt bố mẹ phải cho xuất gia đi tù. Đặc biệt, cô bé này cũng khóc nhiều giống như cô con của người bạn tôi. Em luôn bị ám ảnh rằng từ trước đến nay mình sống có lỗi với bố mẹ, và chỉ có phép sám hối thường xuyên may ra mới hết tội. Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn muốn vẽ lên tâm hồn các em hình thú như thế nào thì tâm hồn các em sẽ in đậm, hình ảnh ấy mãi mãi không bao giờ tay. Cho đến giờ, hình ảnh ông áp ở chùa với đôi lông mày xếch ngược và hai cái mắt trợn trừng trong nhà khói tĩnh mịch, trong kiềm cõ mõ phụng tinh âm u, vẫn là một hình ảnh gây sợ hãi đối với bất cứ đứa trẻ con nào hồi ấy, trong đó có tôi, và sau này khi đã trưởng thành, thậm chí vào tuổi trung niên, hình ảnh ấy vẫn không dễ gì quên. Nói thế để hiểu rằng những đứa trẻ tham gia khóa tu mùa hè đang ở lứa tuổi nhạy cảm nhất, những gì chúng được tiếp thu trong thời kỳ này nếu có thiên hướng tích cực từ người truyền đạt sẽ là những nguồn năng lượng rất tốt cho sự phát triển tâm hồn cũng như thể chất cho trẻ, và ngược lại sẽ là điều thúc độc hủy hoại tâm hồn các em. Thử nghĩ xem, người ta lên chùa là để tìm sự bình an, thư thái cho tâm hồn, chứ ít người an nhiên tự tại mà lại tìm đến chỗ này. Nói cách khác, ngoài những người lên chùa vãn cảnh thì rất nhiều người tìm đến chùa khi tâm tư của họ có xáo động nên muốn tìm chỗ an trú. Vậy thì hạt giống gì lại đẩy con em mình vào cái môi trường mà nguồn năng lượng chưa chắc là tích cực này? Không ai biết cụ thể con em mình sẽ học được những gì. Nếu hay, cô chủ nhiệm là những tâm linh chuyên truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan thì sao? Liệu rằng các nội dung gặp gỡ vong hồn hay sám hối tội lỗi từ 14 kiếp trước có phải là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bất cứ đứa trẻ nào hay không? Không hiếm những ngôi chùa cũng tổ chức các khóa tu được dư luận đánh giá mang lại hiệu quả tích cực. Vì bài giảng của các vị chân tu đôi khi cũng đơn giản nhưng môn đạo đức công dân mà nhà trường vẫn dạy, giúp các em sống lương thiện, yêu thương bố mẹ, gia đình. Nhưng rất tiếc là một số thầy chùa vì một mục đích nào đó thường lồng ghép, hay nói cách khác là nhân danh những điều kiện nương, tử tế để gieo rắc, dọa dẫn mờ giáo lý mê tín dị đoan vào đầu óc non nớt của những đứa trẻ, rất đáng lên án. Ai cũng hiểu một cách đơn giản là sửa. Trước hết là sửa mình, sửa những thói hư tật xấu, chế ngự những lời nói không hay, nhưng hành động không tốt có thể làm liên lụy đến người khác và gây hậu quả xấu. Và thu, không ở đâu ra, hãy thu ở chính ngay trong ngôi nhà của mình.
Tác phủ từ xưa đã có câu, thứ nhất là thương lại xa, thứ hai cung chợ, thứ ba cung chùa. Phật cũng không ở đâu xa, Phật ngự chính trong tâm hồn mỗi người, chứ không nhất thiết phải lên chùa mới tìm thấy Phật. Hãy làm việc tốt, giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Điều đơn giản thế thôi thì chúng ta sẽ không vướng vào những mờ giáo lý nghiền tướng được truyền bá bởi những thầy chùa nhiều vời. Còn cái chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ. Bố mẹ sống như thế nào, ở tốt đẹp hay không, đối xử với ông bà, cha mẹ, anh em ra sao, đứa trẻ nó sẽ nhìn vào đó để học tập. Nhiều khi không cần thiết phải dạy quá nhiều, vì mọi lời nói chỉ là lý thuyết, trăm trang lý thuyết không bằng một bài thực hành. Đứa trẻ sẽ tự biết cách ứng xử khi chính mắt nó nhìn thấy bố mẹ mình chăm sóc ông bà hàng ngày từ bữa ăn, giấc ngủ và nhất là khi ốm đau. Đôi khi, nhiều bậc phụ huynh muốn con cái mình giác ngộ sớm về luật nhân quả, về tội lỗi, về sự sám hối mà không hiểu rằng bắt đặt những giáo lý ấy lên một đứa trẻ còn đang tuổi ăn, tuổi chơi là vô tình khoác cho con mình một cái áo quá rộng và gây áp lực nặng nề đối với chúng. Họ cũng không hiểu rằng, trong nhiều trường hợp, nên nhìn vào mắt trẻ con mà sống, hãy nhìn vào con cái để tu sửa chính mình. Nó trong keo thế, nó ngây thơ thế, chính bố mẹ mới là những người cần phải tu, cần phải sửa chứ không phải là những tâm hồn nóng nớt, ngây thơ, chưa vướng bụi trần kia. Dù, sửa mình không bao giờ có thời hạn 7 ngày, nó cần nhiều hơn thế. Nó cần hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, có thể là nhiều năm, thậm chí cả đời. Tạo ra càng phải sửa, sửa mình để làm gương cho con cháu. Thế nên, nhiều người cho rằng, quả thu mùa hè không thực sự cần thiết phải diễn ra, nhất là đối tượng nhắm tới là lứa tuổi quá nhạy cảm đối với mọi sự vật, hiện tượng diễn ra xung quanh mình. Với các em, ép tú tốt nhất là tại gia, là tự mình giúp đỡ cha mẹ những việc nhỏ nhặt hàng ngày như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, quét nhà. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chăm chỉ đúng lứa tuổi của mình, nói năng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, anh chị, không nói trống không, không có kỉnh. Đơn giản thế thôi nhưng nó là bài thực hành hiệu quả hơn mọi bài thuyết giảng. Viết pháp là tốt, hiểu pháp và viết pháp tạm tốt, nhưng hành pháp mới là đáng quý và khó nhất. Nói cách khác là việc thực hành khó hơn vạn lần lý thuyết. Hiểu đúng tinh thần Phật pháp, đừng hiểu nhiều vời, trước khi quyết định đưa con mình đến với các khóa tu, cũng như đảm bảo con em mình được an toàn trước các nguy cơ cháy nổ. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở nơi tụ tập đông người là điều các bậc phụ huynh nên thận trọng.